Huỳnh Ngọc Khánh, cái tên mà ở thời điểm nào cũng nóng đối với các bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh, đã một lần nữa khiến nhiều người trẻ tuổi cảm thấy vinh dự và tự hào khi bạn là một trong ba người có sản phẩm khoa học được triển lãm và trình bày trước Tổng thống Obama tại buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong chuyến công du tại Việt Nam 3 ngày của ông. Với anh chàng sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi một dự án khoa học thành công là đã đóng góp thêm lợi ích cho xã hội. Bộ môn nghệ thuật cắt giấy kirigami của Nhật Bản được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng bởi sự đòi hỏi cao về kỹ thuật và sự khéo léo của người thực hiện. Đam mê và mày mò tìm đến loại hình nghệ thuật này, nhưng Khánh đành phải bỏ cuộc bởi đôi tay không khéo léo của mình. Không bỏ cuộc, Khánh đã tự mày mò và thiết kế chiếc máy cắt laser tự động, cắt được một sản phẩm kirigami đẹp mà không phải cắt bằng tay hoặc bị thương do gãy lưỡi dao. Quý vị và các bạn thân mến, đứng bên cạnh Bích Tuyền lúc này là bạn Ngô Huỳnh Ngọc Khánh, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Ngọc Khánh. Được biết là bạn là một người đã có sản phẩm khoa học được triển lãm và được trình bày trước Tổng thống Obama. Thì không biết là cảm giác của bạn như thế nào khi được gặp gỡ và được trình bày sản phẩm của mình trước Tổng thống Obama nào? Dạ, thì lúc mà em biết tin mình được trình bày sản phẩm với Obama thì em rất là bất ngờ. Bởi vì trước đó em chỉ biết nó khoảng một ngày thôi, và khoảng thời gian trước thời gian biết thì em chỉ là với tinh thần là mình sẽ được đón tiếp một cái phái đoàn từ Nhà Trắng thôi. Và khi em trình bày với Tổng thống Obama về cái vấn đề nghiên cứu khoa học của em, và xong qua đó em nói đến những cái vấn đề trong nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên hiện nay và mong muốn sản phẩm của mình được đưa ứng dụng vào trong thực tế. Vậy thì không biết là chiếc máy này đã có công dụng như thế nào mà đã được chọn là một trong ba sản phẩm được giới thiệu đến Tổng thống Barack Obama nào? Vâng, thì chiếc máy này nó có hai chức năng chính. Thứ nhất đó là việc khắc gỗ và cắt giấy. Nó có khả năng là như thấy đây, mình chỉ cần để một tấm gỗ hoặc để như một cái tờ giấy lên trên đây và điều khiển máy cắt, thì máy cắt nó sẽ tự động cắt hết hoặc là khắc vẽ hình trên cái miếng gỗ đó. Rồi ngoài ra chức năng thứ hai là nó sẽ được điều khiển qua mạng Wi-Fi. Cái cục này là cái cục sẽ nhận nhiệm vụ lắng nghe lệnh từ người điều khiển thông qua sóng Wi-Fi, và cái cục này hiện giờ mình đã phát triển lên để có thể gắn vào mọi máy cắt laser và có thể biến cái máy cắt đó trở thành máy cắt mạng. Sản phẩm máy cắt laser cắt kirigami điều khiển từ xa được Khánh hoàn thành sau 4 tháng nghiên cứu với chi phí gần 5 triệu đồng. Chiếc máy cắt laser nghệ thuật sẽ giúp cho người sử dụng có những trải nghiệm độc đáo mới lạ khi có thể tự tay tạo ra những sản phẩm kirigami độc đáo của riêng mình. Nhờ những ứng dụng của mình, sản phẩm máy cắt laser nghệ thuật đang ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng trẻ, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật cắt giấy. Khánh ơi, vừa rồi thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu qua cái công dụng của chiếc máy này rồi. Dạ. Vậy thì không biết là bây giờ Khánh có thể giới thiệu chi tiết hơn cái cấu tạo của chiếc máy này được không? Vâng. Thì như chị và các bạn thấy ở đây, thì ở đây là một cái máy cắt laser đã đầy đủ các bộ phận. Nó gồm có hai bộ phận lớn. Thứ nhất là bộ phận IoT, rồi là cái một cái cục nhỏ nhỏ ở đây thôi. Và phần thứ hai, phần quan trọng, đó chính là cái máy cắt laser, toàn bộ cái khu vực này. Trong cái phần máy cắt laser này thì nó có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần di chuyển, là hai trục XY, hai cái bộ trục này. Đây là trục Y và đây là trục X. Rồi phần thứ hai chính là cái đầu laser và bàn cắt. Khi mà hai trục XY này thì nó di chuyển, nó sẽ khiến cho cái đầu laser và cái bàn cắt di chuyển theo. Từ đó tạo ra những cái hình vẽ theo như ý của người dùng trên máy tính. Rồi như vậy là Bích Tuyền bây giờ đã biết được công dụng nè, rồi cũng như là cấu tạo của chiếc máy rồi, thì bây giờ Bích Tuyền đang rất là mong muốn được biết được cái quy trình để sản xuất ra được một cái sản phẩm nhờ vào cái máy này như thế nào. Vâng. Thì bây giờ bạn có thể giới thiệu và hướng dẫn cho Tuyền làm ra một sản phẩm từ cái chiếc máy này không? Vâng ạ. Đầu tiên là mình cài đặt Wi-Fi cho máy thông qua cách mình gắn một cái dây LAN như thế này vào cái bộ IoT, và sau đó mình gắn vào máy tính. Ở đây mình sẽ chọn mạng, rồi sẽ lấy dây sách Wi-Fi, rồi mình chọn một cái mạng bất kỳ, rồi mình nhập password Wi-Fi vào để cài đặt mạng. Sau khi đã cài đặt mạng thành công thì trên cái giao diện điều khiển chính mình sẽ chọn cái nút upload file.
và cho cái sáng tạo trẻ ở đây. Quá trình upload đã thành công và máy đã nhận được. Và mình chỉ cần để tờ giấy. Tờ giấy mình đã chuẩn bị trước để mình đặt lên máy cắt ở đây. Ờ, tờ giấy này thì mình chọn màu gì cũng được hay sao bạn? Tất cả các màu trừ màu trắng mà. À, trừ màu trắng. Yeah, màu trắng là nó sẽ cần công suất lớn hơn và mình rất là khó mà cắt được với cái đầu laser đó. Rồi mình chỉ cần nhấn nút start là quy trình sẽ bắt đầu. Để đảm bảo an toàn thì mời bạn sử dụng kính chống laser. À, nếu mà mình nhìn trực tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến mắt đúng không? Đúng rồi, nếu mình nhìn trực tiếp quá lâu. Quá lâu ở đây trong trường hợp là 10 đến 15 phút liên tục sẽ gây tình trạng chóng mắt. Rồi mình đeo vào và mình nhấn vào nút start đây. Quá trình cắt sẽ diễn ra. Thì việc đeo kính không có thoải mái cho người dùng. Người dùng người ta không thích đeo một cái gì hết á. Thành ra là mình sử dụng một cái webcam ở đây. Rồi mình gắn vào cái bộ lay IoT này. Mới Tuyền thấy bắt đầu nó bốc khói lên thì không biết là nó có gây nguy hại gì cho mình không ha? Khói nó cũng giống như giấy nó cháy thôi. Khi mà mình đã gắn cái camera ở đây, khi camera đã sáng đèn lên là mình có thể nhìn quá trình cắt từ máy tính ở đây. Như vậy là gỡ và kính ra được rồi đúng không? Không cần phải nhìn kính nữa. Đúng rồi. Ở đây thì mới Tuyền thấy có một sản phẩm mà đã làm sẵn rồi đúng không? Yeah. Giả sử với cái sản phẩm kỳ công như thế này thì bạn đã làm nó trong bao lâu? Đối với sản phẩm này thì phải trải qua hai quá trình. Thì quá trình thứ nhất là quá trình cắt bởi máy cắt laser và quá trình thứ hai là quá trình lắp ráp và dán keo. Thì tổng thời gian của hai quá trình này mất tầm khoảng từ 30 đến 40 phút. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để bạn Khánh tiếp tục thực hiện đam mê sáng tạo của mình, với Tuyền xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Ngọc Mỹ Phương, đại diện công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức sẽ trao suất học bổng sáng tạo trẻ cho bạn Khánh. Với suất học bổng này thì Bích Tuyền mong muốn đây sẽ là một nguồn động lực để giúp bạn Khánh có thể sáng tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa trong tương lai.